Rồi, xin chào tất cả anh em. Mình là Nguyễn Xuân Hiền đấy. Đây là số điện thoại bên mình. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một cái cây Tú Xuân Đao. Cái cây này thì mình đã có lung lâu ý định nhập hàng từ rất là lâu rồi, nhưng mà hồi đấy nó không có hàng. Thì bây giờ đã có hàng rồi. Đấy, cây rất là đẹp. Chiều dài của nó là 80 cm. Đấy, trọng lượng là 2 kg. 2 kg tròn luôn. Vỏ gỗ tự nhiên nha anh em nhé. Cái cây này là vỏ gỗ tự nhiên. Đấy. Nó có một cái màu, nó mang một cái màu trầm, màu lâu. Màu lâu rồi tất cả các cái thứ là trầm. Đấy. Đây. Rất là đẹp, cây rất là đẹp anh em ạ. Tú Xuân Đao của Cẩm Y Vệ. Nặng 2 kg. Nặng 2 kg. Rất là nặng nha anh em nha. Đấy, anh em đừng nghĩ 2 cân là nó nhẹ, không hề nhẹ một tí nào. Đây thì thôi mình sẽ bỏ cái hộp này ra. Mình sẽ bỏ hộp này ra đây. Mình giới thiệu cho anh em chi tiết nha. Thì anh em có thể thấy là hai cái chốt này của nó là hình hai con rồng. Đấy. À không, một con rồng có cánh và một con kỳ lân có cánh. Đây là con rồng. Đây là con rồng nhưng mà nó là rồng phương Tây chứ không phải là rồng phương Đông. Đấy. Rất là hay. Lần đầu tiên mình mới thấy cái họa tiết nó kiểu như này, rất là đẹp. Đây, quay sát cho anh em xem. Hai mặt là như nhau. Đấy, rồng và mây. Đấy. Cái này là bằng kim loại, mình không biết chính xác vật chất kim loại là gì, mình tạm gọi là kim loại nha anh em nhé. Nó không phải là nhựa hay gì đâu. Đấy, tất tần tật mấy cái này đều là kim loại hết. Đây là một cái đầu con hổ. Đấy, đầu của một con hổ. Con hổ có quả mái nếu là sao cái mái anh em nhìn cái mái của hổ này anh em thấy có kiểu dạng là kiểu cắt úp bát không? Đấy, đúng kiểu cắt tóc úp bát phải không? Đây, hai mặt là nó là như nhau nha anh em nhé. Thì tiếp theo sang đến cái đoạn chốt cuối này thì nó là một cái con kỳ lân. Đấy, một con kỳ lân có cánh. Đấy, đã kỳ lân rồi còn có cánh nhá. Kỳ lân này là hổ nhỉ. Hình như nó là một cái con hổ. Nó là một con hổ có cánh thì đúng hơn. Thôi, cứ tạm gọi nó là con kỳ lân có cánh đi. Đấy. Hai mặt là như nhau. Còn cái đoạn dây này thì nếu mà anh em nào mà treo để treo thì cũng được. Đấy, đóng quả đinh rồi thôi. Anh em treo trên nhà thì đỉnh luôn. Mình nghĩ là treo cái này thì treo này ngoài phòng khách thì chuẩn hơn gì nữa. Đúng không ạ? Lần đầu tiên cầm vào cây này, cảm giác nó thích. Thật sự rất là thích. Mình cũng như là anh em thôi, cũng là lần đầu tiên là được gọi là cầm. Đấy, mình lần đầu tiên mình cầm này, review anh em rất là chân thật. Đây nó là một cái con, đây là nó là một đầu con gì đây? Sự là đầu này thì giống đầu người nhưng mà kiểu dạng là quỷ, cái kiểu gì ấy. Đây. Đầu quỷ. Ông già bắt đầu tu tua này, chắc là biểu tượng quỷ. Mình không rõ. Cái này mấy anh em xăm, mấy anh em làm xăm các thứ thì anh em sẽ rõ hơn. Đấy. Thì anh em nào biết lại đấy thì để lại phần bình luận giúp mình nhé. Đấy, để cho các anh em khác cùng biết. Phần đuôi này thì nó lại là mặt cái con hổ. Nó vẫn là mặt con hổ. Đấy. Phần đuôi cuối cùng này. Cái phần chuôi. À cái phần này. Bọc đít này. Đấy, nó là hoa văn họa tiết hoa. Hoa hết. Đấy, thì mình sẽ đi vào đến cái phần bên trong nhá.
Đây, bên trong anh em có thể thấy là kỳ lân này, hai con kỳ lân này và rất nhiều chữ Trung Quốc. Đây, ở cái phần chắn lưỡi này của nó là hình hai con kỳ lân và có 8 chữ Trung Quốc, đấy, 8 chữ tàu. Đấy, nếu mà anh em nào biết thì anh em để lại phần bình luận giúp mình. Đấy. Đấy, quay anh em xem mà rõ nha, rất là chi tiết đúng không ạ? Đây là đầu của mấy con kỳ lân. Đấy. Đây. Kiểu ngưu ma vương nhìn trông giống kiểu quả quả sừng của ngưu ma vương. À, mình sẽ đi đến cái phần lưỡi của con này nhá. Lưỡi thì anh em thấy rồi, đó là lưỡi màu trắng. Đấy, lưỡi màu trắng thôi, không có vân, không có vân anh em nhá, và cũng không có rãnh thoát máu. Đấy, không vân, không rãnh thoát máu. À, thép dày đâu cỡ khoảng 5 ly. Đấy, thép dày cỡ khoảng 5 ly. Lưỡi là đã mài rồi, lưỡi đã mài rồi nha anh em nhá. Đấy, mũi là mũi nhọn, mũi là mũi nhọn và mũi vát. Đấy. Đây, anh em mình để như này cho anh em xem một toàn cảnh của cái cây đao này nhá. Đấy. Cây này anh em lên, mình nghĩ là nếu mà anh em mà thích những cái đồ mà kiểu dạng mà thích những cái dòng dao mà dòng đao ấy, mà nó đắt tiền một chút ấy và nó đẹp ấy, đấy thì đây là một cái sự lựa chọn gọi là không tệ đâu. Đấy. Cái này nó rất là đẹp đấy, mình phải nói với anh em cái cây này nó rất là đẹp nha anh em nhá, nó rất là đẹp. Cầm nó đầm tay mà nó chắc chắn mà nó treo ở trong nhà thì nó mang tính phong thủy rất là cao. Anh em thể thấy là những cái người ở dưới nhà mình ấy, mình treo rất là nhiều đồ, rất nhiều đồ linh tinh, nào thì đầu bò rồi lỏ liếc các thứ, chỉ ngoài đao kiếm ra là mình không có treo thôi, tại vì cái công việc của mình thì nó không cho phép mình treo những cái đồ đấy. Bố mình thì cũng làm mấy lắm bên cựu chiến binh nữa, nên là đâm ra rất là khó để treo những cái đồ như này, là mình cũng rất là thích. Ông già ông ấy là hội phó, đâm ra là đấy. Mình nói thật anh em chứ, nhiều khi treo những cái đồ này này, cái khách người ta đến nhà mình ấy, người ta nhìn vào, người ta nhìn vào rất là hay, rất hay hỏi, rất hay tò mò đấy. Rất nhiều người mình đơn giản mình chỉ treo những cái đồ nó đấy thôi, những cái đồ bình thường thôi, nhưng người ta hỏi rất là nhiều. Rất là nhiều người người ta hỏi kiểu trầm trồ ấy, mà trầm trồ. Nhất là anh em mà treo. Đây là mình nói cái câu chuyện này là vừa là tâm sự và vừa là đò đưa để nguyên anh em mua hàng cho mình. Đấy. Anh em mà treo những cái cây này, mình nghĩ là 10 khách vào thì sẽ có khoảng 8 khách là người ta sẽ hỏi anh em về cái cây này. Mình dám đảm bảo anh em luôn, 8 khách người ta sẽ trầm trồ luôn. Đấy, khách nam nhá, khách nữ thôi mình không nói. Đấy. Thì sau khi đò đưa các thứ thì mình cũng phải là báo giá cho anh em. Cái cây Tú Sơn Đao này đấy, thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu anh em nhá, mình đang bán với giá là 3 triệu thôi. Chơi được lâu dài đấy. Thế lại là anh em lâu lâu anh em bỏ ra, anh em lau một ít dầu vào lưỡi đó, chẳng hạn anh em để anh em cứ treo mãi treo hàng chục năm, thậm chí vài chục năm cũng được, không để nha anh em nhá. Thôi mình xin phép mình kết thúc video ở đây. Đấy, thôi chào anh em.